rất nhiều bạn cứ hỏi tại sao sốc sung nhà em nhà cháu nó không ra quả. Thế thì không ra quả nó có một số điều kiện, một số lý do, và ra quả nó cũng có một số lý do. Lý do của ra quả và không ra quả nó bằng nhau. Ví dụ như cái này tôi đã đưa lên trước màn hình ống kính đã 3 lần, lần nào cũng quả sum suê cả. Sau đó tôi lại cắt đi, tôi lại cắt đi thì nó lại ra. Nó ra không phải là do mình tài giỏi gì, mà nó ra là đồi nó có đầy đủ mọi yếu tố. Ví dụ là nắng, nắng gió là phải đầy đủ. Thứ hai là các bạn phải hãm nước. Hãm chứ không phải là không. Không thì nó chết. Hãm tức là các bạn cho ít nước thôi, các bạn ít cho ăn thôi, nhưng các bạn đừng cắt, đừng vặt làm gì cả, nó sẽ không ra đâu. Thế thì về tâm lý của cái cây, khi nó ở một cái thời tiết khắc nghiệt, ăn ít, nước ít, nắng gió nhiều, nó nghĩ mình sắp chết rồi, không sống khỏe được thì phải ra hoa đi, kết trái đi, để rồi rụng xuống làm con cháu kế tiếp cho nó. Nó nghĩ như thế nhé các bạn nhé. Cây đấy, cây nó nghĩ như vậy đấy. Các bạn ra cái chỗ cái bãi cỏ nào mà nó xanh lên ý, thì bạn nhìn thấy không có hoa, có quả của nó đâu, không có hột đâu. Những cái bãi cỏ nào mà nó cằn cỗi, các bạn cúi các bạn xem, ra hoa rất nhiều, ra quả rất nhiều mà rụng rất nhiều. Tức là nó nghĩ rằng nó không được sống nữa mà nó sắp chết rồi thì nó phải ra hoa ra quả để con cháu nó kế tiếp nó. Tâm lý sinh vật cảnh, tâm lý cây cảnh và tâm lý cả cả con người cũng vậy. Sống ở nơi khắc nghiệt, con người ta phải có sức chịu đựng. Thế thì cây sung này của tôi hơn một tháng trước là tôi đã cắt cái vặt hàng mấy trăm quả. Và tôi cắt rồi, bây giờ lại ra như thế này và đang ra quả. Thì Tết năm nay nó lại có quả. Và nó có quả lần này tôi để cho kéo dài là 2 tháng. Cái này hơn 10 năm nhé, 12 năm nhé. Đấy, nó giá trị ở cái chỗ ấy đấy. Rất giá trị các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn xem. Một hòn đá nguyên chất bám như kiểu hoa quả sơn của Tây Du Ký nhá. Đấy, đấy, quả đấy này, không nói nó đang lác đác ra đây đi. Tôi nói có sai đâu đi. Đấy, quả đấy. Quả đấy bác. Có. Vặt quả đi. Khi mà cây có quả rồi, các bạn để nó khoảng một nửa cái thời gian sinh trưởng ấy, các bạn vặt nó đi. Chẳng cần phải khoe với ai cả, có mang đi triển lãm đâu. Thế thì các bạn vặt đi thì nội lực nó còn. Và các bạn cắt luôn lá cũ nó đi, vặt lá cũ đi, thì 1-2 tháng sau nó lại ra quả cho các bác. Nhưng các bạn thấy có quả mà các bạn để lâu quá, nó chín nó rụng xuống rồi, xong các bạn lại chăm sóc cái kiểu như yêu nó quá, thì nó lại chỉ ra lá thôi nhé. Và lúc này quả nó không ra nữa, bởi vì nó kiệt nội lực. Nó kiệt nội lực. Có nhiều bạn bảo trồng trên chậu 5-7 năm không ra quả, nhưng có biết đâu, suốt ngày tưới, ngày nào cũng tưới đâm, xong đó là khéo lá non quá thì lại đưa vào ăn em. Mà có khi nắng thì lại không đủ, yêu nó quá rồi nó cũng lại phản mình, ghét nó quá nó cũng phản mình. Ta phải điều chỉnh thời tiết, lượng nước và sự cắt tỉa của mình phải thật lưu ý thì cây nó sẽ đẹp. Cây này một năm ra 4 lần quả nhé. 4 lần quả, 4 đến 5 lần quả, mà mỗi lần như thế là 2 tháng. Không ép, không ép. Đấy, cây như thế này nhé, An Giang, Kiên Giang, Bình Định này, 10 triệu, 19 triệu, bao ship luôn tất cả mọi thứ. Tức là họ bao ship cho mình, mà chuyển ô tô là tôi không bán nhé. Tôi bảo tôi không bán, bán ship, đắt không bán ship, mà đến đây có khi tôi lại bán rẻ. Chơi.
Bây giờ có một hòn đá thấm thủy con này, các bạn vẫn có thể cho nó thành một tác phẩm đẹp để các bạn ngắm, các bạn chơi. Bởi vì trình độ các bạn có vậy, tiền nong có vậy, ý thức có vậy và kỹ thuật có vậy, thì các bạn vẫn cứ có một cái tác phẩm cho chính bạn. Người khác không có quyền đánh giá cao hay thấp, không được phép đánh giá là cao hay thấp, xấu hay đẹp, bởi vì không phải của họ. Họ có cây 10 tỷ thì lại có người cây 11 tỷ họ chê. Bạn có cây 15 tỷ thì cái người có cây 20 tỷ họ sẽ chê. Đây nhá, các bạn nhìn này, không có gì nhá. Thế này thôi, thế này thế nhá. Thế nào, đặt nó thế này hả? Thế nào thì tùy, nhét cho nó một tí gì vào đây nữa. Thế này à, thế này à, hay là thế này, hay là thế này, thôi thế nào thì thế, sau này ta cắt ra sau nhé. Đây, ta thống nhất với nhau thế này nhé. Đấy, thế thì dễ bèo đâu, cái xô dễ bèo đằng sau. Đáng lẽ nó không cần dễ bèo đâu, nhưng mà thôi, phải cho nó một tí cho nó cẩn thận. Chúng ta tự làm lấy thì nó hỏng nó sai được, nhưng mà livestream trên đây để truyền tải phong cách chơi cho tất cả các bạn trên cả nước này yêu thích cái món này, thì người hướng dẫn phải thật cẩn thận và thận trọng nhé. Các bạn phải tôn trọng chính các bạn trước, sau đó các bạn sẽ phải tôn trọng khán giả. Họ bỏ công sức ra, họ kỳ vọng bạn làm để họ học tập, thì chúng ta phải thực sự cẩn thận, thật sự cẩn thận, tuyệt đối không được sơ suất. Như thế này là xong nhá, có gì đâu, cần thiết tí nữa cho tí tí xe vào nữa, thế là ổn. Anh cắt cái mẩu hoa giấy ra, hoa ra hoa, anh rút lên cho tôi, rút lên. Đây mọi người nhìn đi, cái hoa nó vừa rụng rồi, từng cắm nghịch cái mà, có cái gì đâu, cắm nghịch cái, nó vừa ra hoa đấy. Đây, đừng quá nặng nề nhé, không phải chiết ghép, không phải ủ mấy tháng mấy năm mới đầu dỡ bầu ra mới cho vào đâu nhé. Này, cái cắm nó vào đây thì thế thôi, gì đâu mà. Đây này, đây, tôi cứ làm bữa làm phứa này thôi, nó sống rồi, có gì đâu, vẫn sống tốt. Tôi giới thiệu đây nhé, cho quay luôn nhé. Ừ, rồi. Đấy, tôi chỉ cắm bừa bãi linh tinh vớ vẩn vào đấy thôi. Cứ cắm nó vào đấy thôi, nó có nước mà. Ừ. Thế cho nên là không phải cầu kỳ tìm cây giống ở đâu, cây giống ở quanh nhà các bạn. Cái sơ sẩy này tránh sao được, sơ sẩy này ít đi, nhiều ngày mua hàng mấy chục triệu, trăm triệu về ông chết đi, chết nhiều ấy. Mày có biết thằng trưởng Linh ở Thái Bình không? Hả? Trưởng Linh Thái Bình không biết đó. Chết đứ đừ đấy. Thì đấy, vì bệnh tật và ốm đau rồi thì cây mới cối, thì bây giờ là phá tán hết đấy. Khổ thế, nghệ nhân tiền tỷ đấy. Chơi cũng hay lắm, cũng nhiều người yêu quý mến lắm đấy, nhưng mà chết bất đắc kỳ tử, khổ thế. Số phận của người ta làm sao mới biết đâu được.
Thế này là xong rồi các bạn nhé. Các bạn chỉ cần cho vào cái đĩa ngập đến khoảng 2 đốt thôi là cứ thế là nó sống. Sau này rồi. Sau này nó sống lên rồi nó muốn như thế nào đấy là tùy cái tay nghề của các bạn. Cái đá thanh thủy nó rất hay. Còn cái gì hỏi nữa không nhỉ?